À, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em một con xe phao đã qua sử dụng, phao một cầu nha mọi người. Phao này là phao của Long Giang nhập khẩu nguyên chiếc 100% từ Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam. Thì xe này đã qua sử dụng rồi, nó ra biển số rồi nha mọi người. Xe này còn rất là đẹp nha. Trạm cái hạn đăng kiểm tới tháng 10 2023 nha mọi người. Đó, xe còn rất là đẹp nha. Xe này thì cũng mới chạy thời gian thôi mọi người. Xe này là một cầu thì cái tải trọng của nó là 31 tấn 885 kg và cái sát nặng thì 6 tấn 320 nha mọi người. Đó, cái này thì tải được 31 tấn nha mọi người ơi. Một số xe khác thì có thể là lên 32 tấn nha, còn xe này thì khoảng là 31 tấn. Sử dụng xe vỏ là 12 rồi 2.5, chất lượng xe nè mọi người, xe còn rất là đẹp nha. Xe này còn hầu như gần như mới á, lai new nha mọi người ơi. Hàng lai new nha, lá nhíp thì để mình đếm thôi nha, 2 3 3 7 lá nhíp nha mọi người. Này là xe là cầu lắp đây mọi người, xe rất là đẹp nha. Thay vì mua mới thì mình mua xe này thì nó rẻ hơn một khoảng đâu đó gần một nửa so với xe mới nha mọi người ơi. Xe này là 2022 thì mình chọn xe này rất là phù hợp khi mình chạy hàng nhẹ đó, tiết kiệm dầu, tiết kiệm nhiên liệu và tiết kiệm vỏ lốp. Xe này thì 2022 thì đã sử dụng bình khí thải như thế này mọi người. Cầu kiếp thì còn nguyên hết nha, hộp số còn nguyên. Đây là máy nè, máy chưa bung nha. Đó, máy còn rất là đẹp thôi. Máy thì hiện rõ là máy phao nha. Máy rất là đẹp. Xe thì chưa có dấu hiệu đâm đụng va quẹt gì hết. Đây, trên cánh cửa xe này mọi người, hai bên hông thì còn rất là đẹp nha, còn mới tinh đó nha mọi người, 2022 nè, còn rất là mới nha. Xe này thì có hai giường nằm và hai ghế ngồi và một giường nằm như thế này. Xe thì nó nhỏ gọn đó mọi người, hầu như chất lượng xe thì còn rất là đẹp nha. Xe rất ít chạy, để em tí hộ mình bật cho bình lên mình coi km nó chạy được bao nhiêu nha mọi người. Hai số đây, xe là 10 số, xe là 2 tầng nha mọi người, rất là đẹp nha. Mình rất là ưng ý, nếu mà xe này đã qua sử dụng rồi mà chất lượng như thế này là mình khá là ưng ý nha, rất là đẹp nha. Xe này thì có thể là cũng có thể là vay được ngân hàng nha mọi người ơi, cũng có thể vay được ngân hàng nha. Hóa đơn cực kỳ cao nha mọi người, hóa đơn thì xuất gần bằng giá bán luôn nha anh em ơi. Hiện tại xe phao thì giá nó khoảng 4x nha mọi người. Còn nếu anh em nào mà muốn xe phao rẻ hơn thì có 25, 24 thì khoảng 2x thì vẫn có xe nha mọi người ơi. Đó, xe này nha, phao rất là đẹp. Phao thì hiện tại thì đang được đánh giá rất là ưa chuộng so với dòng xe mới, thì rất là ưa chuộng bởi vì tính năng và cái hiệu suất của nó và giá thành nó nữa, rất là mềm. Về giá cả, về tất cả mọi thứ, về chế độ bảo hành cũng rất là tốt. Xe này thì 2022 thì vẫn còn đang trong chế độ bảo hành 3 năm kể từ ngày lăn bánh nha mọi người. Xe này được sự trang bị là hai ghế hơi hết luôn, rất là đẹp nha, cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Rất là ưng ý xe này nha. Xe này mà chạy với cái móc xương hai dí thì khá là ok luôn. Đây, đây mình đang bật mát rồi nha mọi người. Đây ô đô đây, 46632, chạy còn rất là đẹp nha. Ô đô đây, quá là đẹp.